Đúng không? Ra mua full luôn đi. Rồi. Đó, được con này cũng cảm thấy SG cũng khá là xịn, SG đây. Coi hơn nó là. Chào bạn trở lại với channel của mình Quốc Bảo đây. Thì ở video này mình sẽ giới thiệu con game có tên là Bebe Quick. Thì con này thuộc thể loại là farm quái được thưởng các bạn. Đấy, con này phát triển trên hệ Tôn. Thì chúng ta với cả chúng ta sắm một con cho mình một cái con cóc, con ếch Bebe này. Rồi chúng ta sẽ tự nó sẽ tự động giết con những con đánh những con này. Và chúng ta sẽ được thưởng cái dưa chuột. Dưa chuột là có token có tên là Bitgold, Bitlet gì đó. Thì thằng Bitlet này á, thì khi kết thúc Europe thì nó sẽ thưởng chúng ta, nó sẽ quy đổi chúng ta một một sang đồng token. Đồng token chính của nó tên là Bill. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đó là cái phần web. Còn cái phần mạng xã hội của nó thì Facebook hiện tại có 5.000 follow. Thì video này được tài trợ mày, họ sẽ tài trợ cho mình để làm cái video này. Bằng việc cho mình mượn tên để mình làm vô game để mình chơi, mình trải nghiệm. Đấy. Mình nhấp chữ dot để chúng ta tìm hiểu sâu hơn chút xíu về con game này nha bạn. Khá là đơn giản thôi. Mình sẽ bỏ hết đi tới cái phần gọi là tokenomics thôi. Thì game này tokenomics của nó là bay quyết này là bill nè, thì tổng cung là 100 triệu, thanh khoản là 15%, erop là 6%, là chuyển đổi phần thưởng là 60%, chỉ là kinh doanh là 17% và nhóm phát triển là 2%, thì thanh khoản 15%, erop chỉ 6% thôi. Chuyển đổi phần thưởng này á, là sau này erop xong các bạn thì bạn muốn đồng hành với game, bạn chơi game thì nó sẽ là trở thành một con game play to earn, thì chúng ta sẽ được thưởng 60% này cùng nhau chia sẻ với nhau những bạn chơi game nha. Rồi nó chơi nó chơi chúng ta trước tiên chúng ta sẽ dùng 2.000 con, chúng ta mua một con, một cái bốc, hoặc là cái bốc đi. Bốc thì nó sẽ mở ra có 5 cấp độ. Thứ nhất là uncommon, common, rare, epic, mythic và legend. Đấy, 5 cấp độ. Thì mỗi con cấp độ nó sẽ càng mạnh các bạn. Rồi đánh chùm. Đánh chùm này là con boss nó sẽ xuất hiện sau nổ 5 phút. Người chơi mình sắp xếp đội hình mạnh nhất nè, 5 phút nè, 15 phút nè. Và chế khen thưởng á, thì mình sẽ tắt tiếng Anh cho dễ hiểu. Rồi, boss đó, boss 1 là sẽ được 1.000 ton. Thứ hai, bot 2, bot 3 sẽ được 2.000 ton, bot 4, 5, 6 này sẽ được 3.000 và 7 7 tới 10 thì sẽ được 4.000 ton. Thì cơ chế phần thưởng nè. Thì sẽ là 1 triệu bon, mình sẽ dịch tiếng Việt ở đây cho bạn một số bạn hiểu nha. Này, nếu mà tổng sát thương gây ra cho người chồng là 1 triệu điểm nha. Tổng sát thương của con bot là 1 triệu máu đi đúng không? Thì đóng góp của mọi người chơi, ví dụ bạn mạnh bạn đóng góp được 50.000 điểm sát thương đi. Thì cái bull thưởng của nó sẽ là 2.000 ton. Thì bạn lấy 5.000 bạn nè, chia cho 1 triệu là sẽ bằng là 0.05. Thì đó là 0.05 điểm nha, nó sẽ nhân cho bull 2.000 thì nó sẽ được 100 ton. 100 ton là khoảng tầm 700 U. Nó với điều kiện bạn phải mạnh nha. Thì bạn nếu bạn sẽ ít hơn thì bạn sẽ được thưởng ít hơn. Đấy. Thì mỗi boss nó sẽ có năm mỗi bull thưởng khác nhau nha bạn. Càng nhiều người chơi thì bạn sẽ được thưởng càng ít. Đấy. Rồi, giới hạn hoạt động của Bebe Quick là khi mà mua một cái NFT thì nó chỉ hoạt động được trong 30 ngày thôi các bạn. Đó, nếu bạn hên đang mở con này, chúng ta sẽ mở bốc ra từ có 5 cấp này nãy mình nói đó, con cuối là con Legend thì phải. Thì mở cấp 1 con boss con tướng nó sẽ được 15 ngày đó, 15 ngày. Cấp 2 được 20 ngày, cấp 3 được 25 ngày, cấp 4 được 30 ngày và cấp 5 sẽ được vĩnh viễn. Đây. Đây hình ảnh đây đúng không? Rồi, tuyển quân. Tuyển quân là chúng ta mua một cái NFT. Đấy. Mua NFT để chúng ta chơi. Rồi tăng cấp. Đây nếu mà bạn nếu là game một số game khác nha. Nếu mà bạn mở không may mắn mà mở ra con cùi nhất thì bạn nâng cấp lên thôi. Mình nghĩ là sáp nhập lại, tăng cấp là sáp nhập lại bạn. À, là ví dụ bạn có hai con common đúng không? Thì bạn ghép nó sẽ lên con rare. Hai con rare thì ghép sẽ lên con epic, hai con epic sẽ lên mythic, hai con mythic sẽ lên legend. Này, mình thấy không? Đây là phần trăm may mắn nè, bạn có thể ghép sệt thì bạn sẽ mất tiền hoặc là mất một con tướng. Đấy. Đó là vậy, game tên nó phải vậy các bạn. Rồi tới cái phần gọi là tên lửa, gọi là tắt tiếng Anh gọi là tên là Butter. Butter một số game tôn đều có hết. 15 phút bạn tốn 500 coin để bạn tăng sát thương này thôi, cái này thì mình bỏ qua đó thì nó khá là cao, khá là mắc cho anh em. Tài nguyên và tiền tệ đây, như phần chính này. Thằng Bitlet này á, Bitcoin rồi là Bitcoin mới đúng. Đóng vai trò là một NFT gọi là một tiền tệ trong game. Chúng ta giết một con cóc chúng ta sẽ được một đồng này. Token thứ hai gọi là con trong game thôi, không phải là token nữa bạn. Con trong game nó chưa có tính phá, gọi là chưa có NFT, gọi là chưa có phải là con để chúng ta có thể bán lại được. Con còn ếch này là chúng ta sử dụng để chúng ta chiêu mộ một con hero, chiêu mộ một con cóc á. Rồi cái đồng số 3 là cái đồng Pew, thì mình đã nói trước rồi. Thì Pew coi Bitcoin là sẽ một một với nhau, hơn nữa là 60% nguồn cung thông báo sẽ được chuyển đổi từ Bitless sang Pew, là chuyển từ hàng này nè, hàng này giết quái ra nè. Sau đó sẽ chuyển sang cái đồng bill chúng ta, sau đó chúng ta sẽ được Aerobe, chúng ta sẽ được thưởng và chúng ta sẽ đi thanh khoản đó. Xong giới thiệu đây, giới thiệu được hoa hồng 500, cách chơi đây,
chơi chúng ta việc click vào link để view video. Đấy, để view video này. Rồi chúng ta mở thôi, mình sẽ làm lờ thử cho bạn xem nha. Rồi mình sẽ lên chuyển trên điện thoại nha. Giản thôi. Thế thì bạn game chơi game hiện to này nó khá đơn giản là bạn nhấp chữ lay nam rồi xong. Rồi xíu mình sẽ nạp tiền mua thử bạn xem nha. Khi bạn chơi như vậy thì để nó load, lắp xong chăm chăm. Đó, thì đây mình vô mình tích thử rồi. Khi bạn vô nó sẽ kêu bạn chọn một con tướng nên nó sẽ được thưởng một con giống gì nè, nó bắn hoài đó. Cần bắn nó sẽ chúng ta sẽ được thưởng được cái đồng này, đó, một đồng hết chưa? Rồi giờ chúng ta sẽ mua thử nha, chúng ta sẽ nhấn vào chữ recall nè. À dạ, tiếng lớn vậy. Mình sẽ tắt tiếng trước mình sẽ tắt tiếng nha. Rồi nhấp chữ mua recall đây. Nhấp chữ open. Đây, chúng ta sử dụng chúng ta tốn là 10 ton chúng ta, 10 ton chúng ta được mua 5 con hả? Ok, 10 ton. 10 ton là bao nhiêu ta? 10 ton là bằng 79 đô căng nha. Không sao. Thì bạn không tiền thì bạn có thể mua 2 ton. Thì đây không phải một loại phí đầu tư. Đây mình video mình được hỗ trợ để mình làm, để mình hướng dẫn anh em cách chơi thôi. Tôi 10 ton nha. 10 ton này là thằng dev, là bên thằng là của marketing á, quảng cáo, quảng bá nữa, là sẽ cho mình để mình nạp vô mình chơi. Rồi 10 ton. Đây, chỗ đây. Rồi bạn nên để chúng ta để xíu chúng ta sẽ được nhận phần thưởng mình nha, nhận token nha. Rồi bạn nè, được nhận thưởng nè, mình mới mở rồi nè, được mừng 1.000 điểm đúng không? Mình sẽ mua một con nữa, hay mua mua full con luôn ha. Rồi Euro chúng ta còn đi trang bị đây thử coi, điều là nở hết các bạn. Rồi tiếp tục mình còn tới 7.000 đúng không, ra mua full luôn đi. Rồi đó, được con này cũng cảm thấy SG cũng khá là xịn. SG đây coi nó là cái gì, con re nè, ngon ngon ngon. Mình thêm 2 con các bạn bình thường này. Đây nhớ là đây không phải là một phiên đầu tư các bạn, thì mình chơi thì mình được hỗ trợ nha. Không thôi các bạn lỡ vô mà bị có vấn đề gì các bạn mình đang nói mình lừa các bạn đó. Đấy rồi chúng ta sẽ từng phần booster. Booster này chúng ta thử bỏ 30 đồng con ra để chúng ta được thưởng nha, được thưởng 3 phút tăng sát thương nè. Thử đi. Đó, được tăng thương đồng loạt nè. Bắn khá ghê không? Bắn gác kìa. Rồi tới cái phần top nè, những ai top sẽ đứng trên cao nè, tổng farm được 19.000 con nè, 19.000 cái đồng token nè. Coi có Việt Nam không ta? Đông hai, đông hai chắc là Việt Nam, Tâm Nguyễn của Việt Nam nè. Anh em Việt Nam chưa nhiều đâu, có vài người thôi. Đấy, số là Trung Quốc nha. Rồi nhấp chữ shop, shop này chúng ta là chúng ta mua cái đồng con đó. Squad này giống như là cái gì ta? Để nâng cấp lên. Hay nâng cấp lên mình